xuyên nhanh, sông nam chủ, hoan hỷ oan gia, thanh lãnh phúc hắc đại lão, vô tâm vô phế tiểu hoàng khố hoàng khố tử dụ phồn chu và thiếu gia nhà giàu lục thâm là đối thủ sinh tử. Hai người đấu hai mươi mấy năm, còn không có đấu minh bạch đâu rồi, dụ phồn chu lại đột nhiên ở rắm, xuyên vào cẩu huyết nữ tần ngôn tình trong tiểu thuyết. Thành vừa ra sân liền chết kiều kiều pháo hôi vai phụ, bị buộc định hệ thống làm nhiệm vụ. Hắn cái này pháo hôi chết, muốn tại ba cái vị diện hoàn thành công lực nam chủ hệ thống nhiệm vụ mới có thể sinh tồn được. Nhưng mà, hệ thống ngươi không nên quá hoang đường. Tại sao trong mỗi vị diện, mục tiêu công lực của hắn đều gọi là lục thâm nhất? Nữ nhân viên tập đoàn lục thị giác. Qua, wow, anh chàng đẹp trai bên cạnh lục tổng là ai? Rất xứng đôi với anh ta. Nữ nhân viên B, có thể dập đầu không? Có thể dập đầu không? Nữ nhân viên Bính, không ai bác bỏ tin đồn, tôi phải tung tin đồn, bọn họ thật ân ái nha. Trên thực tế, giờ phút này lục thâm nhất vẻ mặt ghét bỏ. Dụ phồn chu, ngươi cái đồ ngốc, cách xa ta một chút. Sau đó lục thâm nhất. Dụ phồn chu, không thể để ý đến lý thiếu, hứa thiếu và tiêu ảnh đế. Bọn họ đối với ngươi không có ý tốt. Ngươi ngốc như vậy, sẽ chịu thiệt. Sau đó lục thâm nhất làm đủng đùa giỡn bảo bối chu chu anh hứa em hiện thế phòng hoa trước mắt đầy sao chỉ nhìn anh có được không toàn văn ba mặt vị diện thứ nhất nữ tần ngôn tình tiểu thuyết lục tiên sinh xin hảo hảo sủng ta vị diện thứ hai truyện tranh ta và thiếu gia trong trẻo lạnh lùng của ta vị diện thứ ba làm điền văn giang hồ ẩn giật lục chương một kiếp trước và kiếp này hoan hỉ oan gia bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Hắn chết ở trước mắt của hắn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Xuyên thấu cẩu huyết tiểu thuyết tình yêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Điên cùng hệ thống nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Túc chủ cùng nguyên thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Ngươi có phải là thích nam nhân hay không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nam nữ chủ gặp nhau chi già. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Lục sâu một, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ngươi là ai, ta là ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lục sâu vừa gõ đòn trúc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét